Việc đầu tư mạnh mẽ về cơ sở hạ tầng cùng sự phát triển của ngành kinh tế mũi nhọn đã tạo đòn bẩy cho các địa phương lấy lại đà tăng trưởng. Với ưu thế về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và giao thương cảng biển tấp nập, Quy Nhơn đang phấn đấu trở thành trung tâm nghỉ dưỡng hàng đầu châu Á khi thu hút nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước nhờ chính sách ưu đãi từ phía địa phương. Nằm sát trục quốc lộ 19B, khu đô thị sinh thái Kỳ Co Gateway thuộc Nhân Hội New City trên bán đảo Phương Mai, định hướng trở thành đô thị kỳ quan mới của Việt Nam và quốc tế. Dự án đóng góp cho mục tiêu đưa thành phố Quy Nhơn thành trung tâm kinh tế du lịch biển của quốc gia theo quy hoạch vùng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.